Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mọi người có khỏe không? Chắc là khỏe chứ. Xin chúc mọi người đẹp trai và đẹp gái ngày mới sức khỏe và vui vẻ mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người lên làng Kênh Liên chơi mọi người. Làng Kênh Liên cách thị trấn tầm khoảng gần 20 cây mọi người. Khi mà mình lên đó thì mình sẽ vượt qua những cái cung đường đèo rất là nguy hiểm mọi người. Thì mình đi xe số dễ sang số, nó lên lên dốc và xuống dốc thì là dễ hơn mọi người. Mọi người có đi du lịch thì mọi người không nên đi xe tay ga mọi người nha. Xe tay ga chỉ đi đường trường thôi. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người lên Kênh Liên chơi, và ở đó thì có vài ngôi làng mọi người. Thì mình sẵn tham quan luôn, mình có cầm một mớ bánh kẹo nếu mà có gặp mấy em ở đó. Tại vì mấy em ở đó thì cũng khó khăn mọi người, có một số trường hợp cũng rất là khó khăn, thì mình gặp đâu là mình tặng mấy em những cái bánh kẹo ăn vui vui, rồi mình tham quan chia sẻ với mọi người về khung cảnh nơi đó luôn mọi người nha. Mời mọi người theo chân mình, bây giờ mình sẽ đi đó. Bây giờ mình sẽ đi mọi người nha. Đi đó. Mình có mua mấy bị tôm với hai chai nước để đi đường ăn mọi người. Cụp bế chứ nhớ. Bế chuyện người dưới. Bao nhiêu con? Dê con dê bao nhiêu con? Thôi, phê rồi. Cái vâng dâm phê ô. Mình nhận định
bỏ một lô lên cho con vậy. Thôi con đi á. Đó là nào. Tính à? Ờ, giờ nhanh đưa lên đi. Tỉnh. Yeah. Làm gì? Đâu có đi làm gì vậy? Phải không? Đồ. Em bị đi mua chút đồ nè. À, anh lên Kinh Liên. Kinh Liên hả? Lên Kinh Liên rồi quay phim vào đó sẵn coi vậy. Lâu quá rồi anh em mình có đi chơi. Có vợ ít khi xuống dưới mà lo công việc ăn ngoài. Hả? Rồi đi vô nhé nha. Cố gắng đi chơi rồi đi quay. Mai mốt anh em mình xuống nhậu nha. Mai mốt rảnh nhậu chứ. Bây giờ là chúng mình leo dốc mọi người. Dốc rất là cao.
trời em kia lên sao lâu thế? Cái xe lên nổi hay không biết rồi. Đúng rồi, em ru ta. Để em ru ta. Các bạn thấy dốc không? Bây giờ hai tụi mình lên trước, hai tụi em kia chưa lên. Nghe rồi. Sợ yêu á. À? Lên nổi không? Hai đứa đó nặng ký hơn sao á? Nặng hơn chứ, hai tụi nó nặng hơn mình mà. Đồ vừa đi xe vừa ăn hột dưa vừa cắt hột dưa luôn mà. Trời. Qua. Wow. Đi lên dốc mà vừa cắt hột dưa á bạn. Trời. Lên nổi không? Lên nổi không? Nổi không? Lên nổi không? Lên nổi không? Xe đó mạnh mà. Xe đi mạnh không? Hai bốn như nói. Ông ấy là số 1 nói không? Nói đi. Bữa lên số sau nó bị dừng đột ngột, bữa lên ngay chỗ Phú Yên á. Nhưng số này lên nổi không? Ok lên chú ơi. Anh cứ tưởng là xe nó không có nổi. Vù phát động lắm. Thôi lên được dốc cao rồi mọi người. Mừng quá. Đổi xe mọi người, xe đây mạnh hơn xe này. Xe này xài gần 2 năm mới rồi, gần 3 năm rồi mọi người, xe đây mới 1 năm à. Đây mới mua nên nó mạnh hơn, còn cái xe này yếu quá, với lại hai thằng em đây với lại cái hơi nặng nên lên núi nó không có nổi. Đây nhanh lên. Đổi xe. Rồi. Tự nhiên xăng nó xuống rồi. Rồi đồng dốc á. Cung đường ở đây rất là đẹp mọi người.
chờ tụi nó ở đây. Bây giờ mình lên tới cổng trời rồi mọi người. Leo dốc thành công rồi. Đi tầm khoảng cỡ 10 cây nữa là tới làng Kinh Liên. Mấy em kia đang đi sâu. Đâu? Ờ, ô, chiều. Nặng kỳ quá. Nổi không? Xe lên nổi không? Khỏe hơn xe này không? Xe lên do nặng kỳ thôi chứ. Đường dài chạy, chạy không bằng xe đây đâu. Đúng rồi. Nặng ký quá. Nặng ký hả? Nó lên nó cũng hơi cày cày tới đúng không? Nên thứ hai lên lỗ. Không nổi hả? Ồ. Nó đi chậm vậy chứ. Nặng ký quá. Đi 6 ngày chưa đi đĩa đá. Lạnh không? Liên là hình như là dớp về lại á. Về lại á? Dớp về lại. Chỗ thác 50 vô kia là dớp về lại. Ở lần cà nâu vậy đó, dớp về lại rồi. Tên nghe còn âm thao tưởng là lãng lãng vậy đó. Âm tên thầy dùm thao chứ nó tưởng cho nó lãng là nho hai tên hang đó. Tao cũng thao lại nên thao thôi thao chứ nào xe đạp rồi nào thì tự thao mà đi chơi cả hai người cả hai là xuyên cổ nhau mà tác hại tác dụng tác dụng mà đi chơi cả hai là xuyên cổ. Hàng bằng ơn vậy à, rồi đi
ta giàu bố. Ừ, tới ngày vừa rồi ta sao vừa. Vậy. Nhà nào muốn ôm nữa nè. Trời. Nhà nào rửa nào chở cho nó cay đứng. Kìa, yeah, đó nó cay đứng vậy. Ừ. Trời. Giang đi xe. Tên này Cường cái đại đâu ấy. Má cái nào cho ngạ, nhà cho ngạ, giá ngạ cái tiếc nó bị bệnh nè, không tối nó cay tụi mình cái tiếc đơ đi nó. Cay à? Ừ. Nó cay chắc nó rầy luôn bố. Giờ biết sao không sao có tận đấy. Tôi. Ở đây mà điều kiện là đón này lên đi. Để bắt được cây ấy. Yeah. Ờ, trả về bên căng đi. Ờ. Về bên căng ớt đi. Đi. Cái này mà đồ anh nhang rồi. Cái này chỉ biết tay không? Nghe chưa? Má má vừa xem motorbike đi cho em đi. À. Motorbike bên nói không? Ừ. Cúp gắt mấy trăm triệu. Trăm triệu đó. Không còn xăng tiết kiệm quá. Xăng nữa. Đợi dân bọn mấy tôi nó vượt đấy. Nhưng mảnh mà nhưng mà nhau xăng nhau mô tốn. Ừ, vô cái răng ấy. Mà bọc. Cái máy to, cái máy. Cần mình, nhắm xe cần mình là cần cần hao xăng rồi. Xe ăn đi. Ừ, mình nhà hao xăng. Hao xăng gai. Mở xe tới cao không cả bình thường. Ừ, cũng đỡ. Bằng xe rút nhá. Ừ, vậy luôn, bằng xe rút. Lên đi em, lô là chín hay nào em ơn đi. Chín nước à? Đây là chín thì nó bệnh vậy. Ờ, chín dân. Ê, gia đăng nhà nào? Chờ anh chứ coi. Lần đi nhắn em đi. Chín màu lại. Chín lỡ gì? Nhà thằng lần. Lần giống như lần lỡ. Bẻ lắm từ thôi em lọc đi lên. Cho là tụi điện. Đất cái này nó nhìn nó chắc ghê. Tụi điện tụi chịu. Ui trời. Cao các bạn ơi. Hai bậc luôn. Làm hai bậc. Ô cái này trước gãy. Ô đây đây gãy rồi. Nó lỡ lỡ rồi các bạn. Tụi đi đi đường đi Đà Lạt nữa đẹp lắm. Đi đường đây này. Này lên tắt hết. Ô đẹp. Rồi xương dốc rồi tới. Tới gì? Làng gì Hà Giang đó.
mà sao con gia đình vừa đẩy đã mà sao con một cái chắc đi cái liên cũng nói cho bình thường chứ mà đương 300-400 bình thường. Dốc này dốc xuống dốc một một đoạn luôn tới luôn tới cổng xã Canh Liên luôn. Có cái xe điện á, lên dốc ngon á. Xe nào? Xe điện hôm bữa mình đi chơi ở Cây Co á. Trời, xăm một cái xe đó lên đây được á. Dốc lại bình thường. Chở bóng người mà nó chạy. Thắng nó an toàn luôn. Ghê chứ. Không nhận xe mạnh. Không biết là dài sợ lên không nói chứ. Ở dốc hôm bữa chờ dài không ấy. Xe điện nó có chắc có mấy trăm triệu. Cái dốc cái này để trô dâm dâm lên đó không bữa anh lên đó là tầng 2 đúng không tầng 3 tầng 3 mới ghê trời lên đó chắc mấy tầng lầu á lên đây nguy hiểm này ở đây có đá nên đỡ đâu có sạt lở đâu chống mặt quá lên đó chống mặt quá mình sắm dây sơn rồi dây sơn mắc tiền á xài nó ngon nó về nó khỏi bị dây sơn đi mắc tiền nó chắc hơn á dây sơn rẻ nó gầy số nó chịu không có nổi đã tới Canh Liên rồi. Mình đưa nhỏ đi. Biết đi học nó sao đi chơi. Đi rồi. Em nhớ. Nhớ. Xe tổ các bạn ta. Xe tổ. Nhiều. Nhưng nhớ thật. Người hả? À nên đi lên cho tên cả năm sao chụp lại ở đây những cái hãy ít nào ít nào nha tự nhiên hãy chỉ đứng ngoài vẫn chỉ đứng ngoài rồi cứ thôi tướng khanh đây đi nằm nhớ nhâm nhớ nằm nhớ thắng nằm nhớ người ở đây đồng bào ở đây rất là trắng các bạn, các bạn biết không? Đồ, ở đây trời rất là lạnh trên núi các bạn, trắng hơn những người ở bên đồng bằng luôn á, mình đang thụ lùi đó các bạn. Ở đây những cháu ở đây rất là trắng, rất là đẹp trai nữa. À năm nhớ chào Uyên nhé, đi kiếm củi hả? Mình đi lớp mấy rồi? Con học lớp mấy rồi? Lớp 7 con. Lớp 9 hả? Học ở đây luôn đúng không? Đốt nhang hả? Mấy đứa cháu ở đây là kiếm củi. Lấy hột dưa cho mấy sao hột dưa ấy. Em trông lên ra nè, đưa bánh kẹo cho mấy cầm camera. Bánh kẹo trên đi quay. Mấy chắc mổ nữa anh kẹo sao? Kẹo luôn, mua cái gì? Pokemon luôn. Đây thôi, bảy. Lưu.
Có cái tiết. Đây. Bưng rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cầm đây mình cầm đây anh đổ để mấy em bệnh ở đây trắng toàn trắng hả à? Chào với chào mọi người cậu thanh của những chị chào cậu chào mọi người cậu chị ngộ rồi đây bánh kẹo nè bánh kẹo đây cầm cái này ha cầm cái này sao hả sao hả đây 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 con cầm cái này sữa để sữa ăn thật tí ở đâu sao bánh kẹo đó chắc chắc muốn chắc tươi chắc bánh kẹo đó chắc ai chắc ai không cứ đã thuốc cứ đã thuốc đâu bữa tao chắc kẹo sao đâu đây 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 lọc cơm ấy ok rồi ok được rồi đấy đủ đủ đó hai con chia chia ra đó đó cầm cái đây lấy thêm vài kẹo nữa để một chia một nhóm nữa đấy. Năm tranh quân nhá mấy em ở đây là đang đi kiếm củi các bạn học ở trường nội trú ở đây này. Ở đây là tối tầm khoảng cỡ 3 đến 4 làng các bạn. Tại vì xuống thị trấn là rất là xa nên người ta làm trường ở đây học luôn. Đấy. Rồi ok. Rồi ok. Sao hả? Sao hả? Chị chia nhân sao? Chị bạn một ăn sao vậy hả? Chị bạn sao vậy? Mang gặp vô. Đây là các em các cháu học trường nội trú ở đây các bạn nên các em bây giờ đang đi kiếm củi đấy đây có lo đây mấy năm không ai đấy ở chào cái bưng hoài đấy nó sẽ lăng á em ăn canh rồi cổng chào kinh Liên các bạn này. Kinh Liên kính chào quý khách các bạn. Bây giờ mình sẽ vào ngôi làng các bạn nha. Ở đây các em học sinh trường nội trú đang kiếm củi. Đấy, các em nội trú đang kiếm củi bởi vì cúp điện rồi các bạn. Ở đây sao cúp điện đột ngột ta? Ở dưới còn điện mà. Mời. Mời tiên nha. Bạn Phú. Tiên và bạn Phú. Bạn Phú. Vậy anh nghe bên thảo đấy. Dưa. Lấy hột dưa, lấy hột dưa cho mấy cháu. Sập ao à? Trô cấp điện á. Cấp điện á. Cấp điện, ở đây cấp điện nên ta ăn ớt. Để lưới. Để rồi. Cái mũi này, cây đó. Cái mũi. Cái đó có gì? Cái mũi. Cái mũi. Hài cái lệ. Đặt, túi tạch đặt cho đấy. Đi kia, đi kia, bạn bán tiêu. Ông ơi là giới thiệu là cái lò mì ăn đó đó lò mì tè ở đây sao rồi đó ở đây chú đây nha ở đây các cháu đang kiếm củi để nấu nướng các bạn các cháu ở nội trú bây giờ là chúng mình vào Kinh Liên các bạn nha ở đây tầm khoảng được 4-5 làng các bạn. Đây trường đây trường nội trú đây là trường nội trú Kinh Liên các bạn nha rất là cao con chó này bị ốm rồi các bạn đây đây là trường học nội trú bán trú chứ trường bán trú mọi người trường cũng rất là to
rất là sạch sẽ mọi người. Ở đây các em rất là biết giữ gìn môi trường mọi người, phải không? Đẹp. Bây giờ là mình sẽ bay flycam cho mọi người xem. Coi tao về dũng cho tân trường vậy. Đây đây đây. À, nhìn đây, nhìn đây. Đó. Đây là đây Phan đang trường ấy. Đấy, hai mai các bạn. Dũng đang trường á. Đấy. Tại cái tóc mình năm xưa không có mái các bạn. Mình cũng rất là thích đang trường nhưng mà mình tóc mình không có mái. Kẹo đi. Ở đây ai chưa có kẹo? Tha kẹo đi. Đi mấy cho kẹo đâu kẹo. Kẹo đâu Dũng lấy kẹo cho. Ô. Rồi. Đây vô đi. Ờ. Bị nào đập bò trên thủ. Bạn chi có. Đây mới được. Mới đây. Đi quay phim làng đấy nè. Gì à? Bắt dừa, chiều về á, tí nữa đi ăn mì tôm á. Rồi anh đi yên tí á. Mỗi người mỗi ít, nói chung là đấy gặp ai rồi đó. Đứa nào chưa có kẹo lên lấy kẹo này. Lấy kẹo đi. Đây rồi đấy. Đây. Đây rồi đấy. Ok. Tự nhiên con chọc. Lấy kẹo đi. Rồi ok. Ai chưa có kẹo, lấy kẹo đi. Đây rồi ok. Ai chưa có kẹo là cho mỗi người một ít đấy. Đã kẹo đi. Ok. Dũng vô đưa đi thêm kẹo Dũng. Bé có kẹo cho bé. Có kẹo cho. Đưa vào đây lấy kẹo này. Đi lấy kẹo này. Bé này dễ thương này.
Thấy chưa? Bé, bé tên gì hả? Điệp. Điệp hả? À. Ờ ta. Nó kéo đâu. Này phía phía bên này chứ. Khắp bên cạnh sẽ bưng bên lăng rồi. Là. Cái bên căng tụp bờ bên go. Bên tụp bờ. Thằng này mê gái mà. Bên người chứ. Phải ông mà mê gái. Đây. Ok. Mua mắm. Ớt tương rồi. Ớt tương rồi này nó kia. Rồi. Đi mua lấy tiền mua. Bên tráng dưới mắm. Nè được thuốc. Hả? Thuốc à? 500 thì ngon nè, em tính em. Đâu? Đây nè. Đâu? Chưa rồi. Được, có đây được. Tầm ngon. Chấm gì em? Bên tráng á. Bên tráng hả? Ừ, nói chấm đi. Cái này ăn thô luôn hả? Đổ ăn trực tiếp luôn đúng không? Rồi lấy cái này luôn đi. Rồi làm sẵn luôn rồi. Lấy thêm bánh tráng nữa đi. Lấy thêm bánh tráng cỡ thêm 10 ngàn nữa. Ở đây rất là yên bình mọi người. Phía trên thì là khu rừng nguyên sinh. Bây giờ mình đang mua bánh tráng ăn. Con hết rồi. Cái làng này đừng ở đây đâu, nó có cái dốc đây đừng lon biết là đừng cái làng luôn. À, Cà Nau hả? À, làng Cà Nau. Cà Nau à. Đi qua coi trước. Đã rừng rầu nước suối rầu ruộng rồi nó đẹp lắm. Dạ dạ, ấy định qua đó nó ăn mì tôm đỡ chứ. Còn bánh tráng đây. Ờ, bánh tráng nữa. Tương chưa? Mua. Nói nhiều tiền lắm. Kìa. Em cho nên patong bưng ngón đi. Lên đi rồi. Biết. Kì con đỡ rồi giá đỡ hơn bối keo keo bố cái xe máy đi biết được nào nghĩa địa à nghĩa địa hay là nghĩa trang liệt sĩ à nghĩa trang á à nghĩa trang liệt sĩ đang làm cái bông ấy, có làm nữa à?
xa lắm. Đi không? Đi không? Tới chỗ đó xuống chót tới. Mày thử. Tới nè, tới làng rồi. Chưa tới. Tới chưa? Chưa. Wow, xa dữ. Con trai chỗ nào nhỉ? Lặng vô cho tôi không chứ. Tôi tin rồi. Nhìn nào giờ này nè, cái sừng nào luôn con bố. Sừng hổ. Hả? Sừng nào? Cái tên nè. Ừ. Trên sừng, cái đó. Trên... Trời ơi. Cái chứ trên hang để tôn nữa. Trời ơi, đã đi. Lại được gì thôi à. Này bà la kêu là xe tập la tập cưa đó mua ma bức là một cái đó ở cho bà em cưa nó chắc á bây giờ mua là thá rông bình thường đó cơm kỹ á ở về mua ma bức bữa tràng này sao cái đi dạ. Ê. Rồi. Ê. Giờ đó cho miếng nha, cho ép nhum phân cần. Ừ. Tàng đi tàng cái thứ. Ok. Đấy, cho đi bác, bưng đi bác. Đây, cho mọi dân nhìn. Rồi. Ở đây nha. Ở đây đẹp đúng không? Ủa thì cái phòng này tụi mình tạ hả? Ở đây được không? Cá? Chị gà? Cá? Hồ mới mới dán chân à? Dạ hồ. Cá hồ cá chứ ba? Đó. Đi. À, xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang dừng chân ngay một bờ ruộng của làng ở đây mọi người. Bây giờ chúng mình ăn, mình đói rồi mọi người. Mọi người ở đó ăn gì ăn mọi người nha. Đây, nấu nướng ở đây. Hôm nay thì chúng mình đi quay mọi người xem làng Kinh Liên ở đây mọi người. Hồi nãy mình có bay flycam cho mọi người xem làng ở đây rất là đẹp mọi người. Rất là yên bình luôn.
hầu như là rất là ít người đi mọi người. Dăm người đi thôi, chứ không có nhiều mọi người. Đây là con suối nhỏ, con suối ra từ ngọn núi mọi người. Người thấy không? Bên kia có cái ruộng lúa. Đấy. Mình nghỉ chân mình ăn mồi tôm tí. Tí nữa mình quay cho mọi người xem tiếp. Mình đi Phật đi để đêm em. Cứ mô mình đi đêm em. Có xe, người xe mình cũ cũ ở bên đó. Xe bây giờ mình mua đi được một năm nó đã máy luôn. Xe có cái xe nào mạnh mạnh đi lên. Lỗi lỗi. Bỏ sức giờ. Mới quá quẹn không? Thôi chưa. Ăn đỡ đi, ăn đỡ bên trăng đi. Bốn đi. Tạ cài rồi. Mất. Ăn đỡ bên trăng này. Tội chứ kì, mất tội. Mất tội. Đúng rồi. Đồ chưa rồi. Ăn đỡ bánh tráng nữa mà. Cho nhận đi tiếp. Đi xin nghỉ tiếp. Cái này mới có con đường đi một mình chắc không dám đi hả? Sợ quá. Vắng á. Vắng vẻ. Có người. Mình ước gì lấy dựa đi à. Mình. À trời. Được á mình. Được rồi nha ta. Dạ. Trời bạn mình. Rồi ok. Đấy. À. Ăn đi. Trời bực như điểm có tụ. Mà ta nhập tụ. Ăn phải địch chứ. Cú địch rồi cú trời cho mà. Mình bị dài dài mình địch không có nổi. Mình bị dài dài mình địch không có nổi. Đừng đúng rồi chứ. Ừ ngon quá. Các bạn ơi thì ớt không các bạn? À, dăm lấy ớt rồi. Đồ, biết chừng nào có mì ăn đi. Thôi là thằng anh đi vào tao nghỉ. Một thằng đêm ra tao không bưng còn nha, không có chịu trách nhiệm mà ớt cay lắm á nha. Bé đuổi vài vài đó. Rồi, chuẩn bị ăn. Ăn tiếp tục đi qua làng khác nữa. Nãy ăn mới bánh tráng này cái bụng nó hơi cảm giác một tí rồi đúng không? Chào bác áo phép. Vài. Bé đũa hiền quá. À, bẻ đũa kiểu này thôi chứ. Thôi đây cầm camera đi quay đi anh đi bẻ đũa cho. Cái đừng đơn giản mà không biết. Bẻ làm cái gì? Mình lại vơi rừng nữa. Thì chứ xe cũ cũ đừng có tưởng mạnh lắm nha. Xe như mình mới mới vậy cho cái khi mà trục trặc rồi lủng bánh lủng máy tôi tụng. Xe người ta thấy vàng áo rồi móp méo rồi vốn khỏe. Nên mình đừng có bị khinh thường. Xe mình có khi là bị lủng bánh thủng lui tới tung á. Trời từ trưa đến bây giờ chưa ăn cái gì luôn, đói bụng quá trời luôn. Rồi cảm ơn bạn. Đấy đũa này mới được nè. 6 điểm rưỡi. Vô. Rồi mà mọi người ở đó mọi người ăn gì ăn. Mình ăn mì tôm. Ăn đỡ mì tôm mọi người nha. Bây giờ là mình ăn mì tôm. Đấy. Chấp ăn trước rồi. Bạn khỏe bạn ăn nhanh nhớ rồi. Đập đây thôi. Nè. Được không? Chấm chấm nó vấp. Để vấp hết đi kìa. Không, đừng có đổ tới tới nữa mình nướng cái kia nữa. Anh ăn ở trong này. Nè nè, đổ.
ăn đi, mời mọi người ăn. Mọi người đó ăn gì ăn mọi người nha. Mình ăn đi mình. Mời cả nhà ăn. Mời cả nhà ăn nha, ăn mì. Ăn đi. Chén đớp đi. Xưa anh đi làm công ty cái ông thầy kia ông hay nói ăn mà ông kia hay đớp lắm. Sập tôm á. Mới sao mà tôm á? À, tôi đi coi ruộng. Mời chú ăn mì tôm mà chú kia mới ăn cơm. Cái nữa dọn rác đốt sạch sẽ hết nha. Tôi đi ăn được. Đẹp đi. Ngon không các bạn? Ngon. Tôm này trên núi trên rừng. Anh em mình chạy xe điện cũng hơi dài các bạn. Nên ăn cho nó nhanh gọn lẹ, không có thời gian nó cơm đâu. Ở đây ăn đó chát. Ăn ăn tương. Tại không có cái chén. Ăn cái tương nhiều quá, đỏ chét. Rồi, ok. Đổ bỏ lấy cái dao cắt cái chanh bỏ vô. Ừ, lấy cái dao cắt bỏ vô chanh luôn đi. À, ớt sống nè, ăn đi bạn. Mình ăn tí thôi, bạn ăn đi, ăn đi. Ai ăn ớt ăn đó, anh ném ớt ở trong đó đó. Ai mắm ăn mắm nghe. Trời ơi, mình ăn mắm dữ à. Ở trong rừng lên núi cái gì cũng thèm hết á. Ăn đi. Mẹ ăn thụt đồ, đồ ăn bột, đồ thông. Cười đi. Múc nước lấy cái đó múc luôn mình. Ớt này à. Vô. À, đang cơn xưa nè. Cháy hết cả đầu luôn. Không ai chịu trách nhiệm nội dung nha. Ăn ớt chưa? Có nhu cầu đi thi ăn ớt được á. Rồi, coi cái đồ này có nhu cầu mình có cùng đi thi. Múc cái lát cái nhựa múc coi. Ngon. Tiếp tục. Được. Nghe chơi. Ngủ luôn, uống nước luôn. Gì? Bây giờ chúng mình tiếp tục di chuyển các bạn nha. Đây. Đây là cám ở. Có bao tay luôn hả? Mình đi em mà anh. Đợi đợi nó vô, đợi nó vô, đợi nó vô. Đúng. Mình cái người xe cũng được cái người chứ. Ngồi lại. Em. Là đây rất là đẹp mọi người. Đâu có cài đâu. Cuốc luôn hả? Đâu có cài được đâu. Đẹp đấy. Đẹp. Rồi có cái nhà cái đèn đẹp đó, cây nữa. Tại á. Xuống dốc rồi tới làm. Tôi làng rồi.
Trời ơi. Đây có nước sạch sao khô, nước sạch đấy, đó, sạch luôn. À chắc hồi nãy nó cầu đi, chắc ở đây quá, đúng không? Đúng không? Ôi, nước nhiều dữ. Chút xa thì ta. Đi một lần trước kia bọn. Đây mới tới thiệt nè. Bơ tan nhiều ta. Nào đây lần nào? Cà nâu. Lần mới tới một lần thứ hai. Lần cà nâu. Lần thứ ba chứ. Thế này lần cà nâu. Ê. Cho hình của dưới, cho hình của. Lần cà nâu. Cà nâu. Kính chào quý khách. Kính chào quý khách. Thôi đi tiếp. Đi tiếp. Ô, sông Công Chiền. Sông Công Chiền. Sao có? Sông cỏ có đường rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và rất là thoải mái. Đi đạp cỡ thoải mái luôn các bạn. Đấy, chô cha đi. Sóng điện tử rồi ngon lành các bạn. Đấy, lần cà nâu các bạn nha. Đấy. Và fly cam được tí được không? Fly cam thì có sống không? Kịp không ta? Thôi không kịp. Hả? Không kịp. 3 giờ. Mình đi ngang qua làng rồi.
Tiên cơ đi. Đường đi thế đường đến mới làm. Đường này là đường sau sau nhà, sau làng. Đường cua lại hả? Kiếm chỗ nào đổ xăng chứ. Kiếm chỗ nào đổ xăng chứ. Tao sang nào. Lấy ngồi nữa con. Xa lắm, còn xa lắm. Nửa đường nữa. Trời. Có lặng không ta, coi chừng có chỗ đổ xăng á. Vô tìm mà lại thôi. Con đi nửa đường mà hết xăng chắc để bộ chắc xíu luôn á. Còn xa lắm. Tầm mấy chục cây số nữa mới hết đường. Đường bên đây ít hư, đường bên kia hư nhiều. Hồi nãy anh với em đi một lần rồi đúng không? Đúng. Đâu có. Đúng không? Đường đây hả? Không đường có đường đâu. Bên kia này. Bên kia. Đi chưa ta? Anh với em đi đó nhớ không? Chưa chưa. Đi một lần rồi đi về lại đây. Mày đi dốc đi, dốc nhiều kia ta? Đi xe tụi em đi. Mình trước mình đi làm gì hết? Chơi gì đó. Mình đi dốc dốc một hơi luôn. Ta làm thang hay sao? Móc củi, móc củi. Rồi tới, tới. Đi lại. Cua bên kia luôn đúng không? Dạ. Đây là hình như sắm mới hay sao ta? Mới có mấy cái nhà. Mới chuyển vô sao? À bên kia thôi kìa. Lên kìa. Ở đây là làng gì ta?
ghê thiệt. Nhớ đọc. Có gì ngủ trong mệt mỏi á. Mệt mỏi hết cả người luôn. Mai chắc về muộn á. Tại vì mới làm sao còn mới. Sai. Trải nghiệm hết đường luôn. Đường này dễ trơn. Củi nhiều ấy. Củi nhiều chứ. Có cả bếp ga luôn. Ô ta đây là lần nữa ta. Còn còn hai cái lần nữa là hết á. Gì đây? Ồ, thấy cái cũng làng đâu biết là. Ở đây nó sạch còn nhiều.
được chưa? Đổ xăng. Đây mà thấy đẹp đẹp, nhà đẹp ấy. Ừ. Chắc chắn đây đẹp. Ô, nhà ngon. Trong này sàn đẹp đi. Chiếc kia keo chắc cũng ok nhỉ. Hai giờ. Cà bung. Đó. Nhà đâu cà bung. Đó ngay đây. Đó. Đó kiếm cái nào đuổi sang đấy. Không nào đuổi sang đâu. Tôi làm. Hỏi người ta nữa. Đi qua cái xong cái hỏi thằng thanh niên cái này. Nhớ tròn nhớ biển. Nhà mai sao tôi răng răng bắt thì mình vòng qua. Nhớ tròn xin đấy. Tao đâu không chi, nằm vòng luôn. Ờ, nằm vòng luôn ý. Thì nhớ. Em lại chuôn ngỡ này. Ừ, nằm ngươi lá. Nằm ngươi à? Ừ. Đây là cho to lọ nhìn xe vợ đi sang nó. Tiếp là ở đây, đế. Đấy, đế. Nhớ tròn, nằm cua ra trong bê chế. Nằm cho tôi răng răng, nằm tối với tên. Ờ, tối với tên. Đăng như con mà tôi lỡ nè. Ừ. Nằm dạo lẹ, đăng luôn. Làng Cà Bông cách thị trấn Quảng Canh rất là xa các bạn. Đổ sang chỗ này nó nhanh rồi. Giờ phải đi stop, đi stop, đi. Stop. Dạ. Đây. Đây. Bị to hết rồi. Con cá quá. Nhí vậy? Ăn bố đẹp, nó có nhỉ. Đi chặt cho em cô. Di chuyển đi đổi xăng đi. Nhanh á. Nhau chung lợi mình Phương. Ừ. Mình Phương đỡ rồi. Phương đỡ. Quay liên tục mà đường rất là đẹp. Quay cứ để nó luôn đi. Đâu rồi?
đổ xăng đi. Đổ xăng đi, có xăng ở đây không? Có xăng không ta? Bây. Xăng đây, đúng. À, xăng, xăng. Bà xăng. Chú ơi. Đây. Lấy xe mà chú. Chú ơi. Hai rồi đổ xăng vô đi. Thôi đổ đổ cỡ 10 lít nữa đổ không? 50 phải đổ. Cứ đổ tới đâu tới khi nào nó cứ 1 lít trước á, đổ 1 lít trước á. Đổ luôn chưa được khai đổ. Ừ. 50 luôn. Đừng xa mà. Đừng xa mà đổ đầy luôn mà. Đừng gần gần chặt chia an toàn chứ, phải giữ nè. Nè hết rồi. Hết rồi. Đổi đổi đổi. Dạ. Đi đổ luôn rồi. Mình lít 30 á. Tiếp tục đổ đi. Đổ đi. Rồi tiếp tục di chuyển nè. Đưa tiền cho, đưa tiền cho. Đổ vô. Anh lên gắn. Đi 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 nào. Để đi đi trước đi, để mình quay. Đi trước đi, đi trước. Biết đường thì đi trước đi. Đi trước. Ok. Đi trước đi. Đi trước đi bạn. Đúng rồi. Có xăng đi vốn còn đầy mà. Trời ơi. Anh về hẹn có mấy. Lao vậy nha, tôi nghĩ nha nó tay nhập về chắc lao vậy. Đúng, ở đây vẫn còn làng nữa. Đường đường ở đây nguy hiểm này, say nguy hiểm này. Say nguy hiểm nào? Đây dốc hung. Đó. Thẳng luôn. Ở đây có đồ trắng là đường này. Chắc dâm gì thì dâm đi không? Đi từ từ, để từ á. Từ từ. Đây là ban ban đêm á. Ừ. Mình chắc đi dâm đi. Đừng nó lao căng phải em. Rồi. Đó. Nay toàn mình đi trước không. Đứa đó mập xe chạy không nổi luôn. Cho anh ít cái. Suốt ngày đi như vậy chắc giảm con nữa. Tới làng cà te. Cà te á, ở đây có thằng cà te mà. Có không? Có. Là cà te tới chưa? Anh em ơi. Tụ. Được đi chắc xe chở hàng chắc ít đi sao á. Được đi nhìn mỏng mà, nếu mà xe chở hàng đi hơi ít. Ở đây ít lạnh đấy, dưới kia lạnh không? Nếu mà từ đây mà mình đi qua lại chắc bằng từ đây đi qua kia nữa. Đi 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 đi.
Thôi na tháng mát 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 lấy gió xích à bữa xích nám đi bố đâu chưa bao giờ đi vin lên đi ở vin vin lên đi cái này gió thời gió lên bữa còn nào đi gió chậm mau coi cái phía nào làm muốn lại cái liền đó lại liền đến chậm mau cũng làm tên như là làm tên bây giờ thế làm gì vậy bây giờ đi đi về nam đi coi ra về nào lò tiền này lò tiền đi này chưa bao giờ đi luôn chưa có nào du lịch nào chưa đi tới chỗ làng đầu tiên mà chỗ hồi nãy mình nấu ăn đó là hết đó là cùng á chỗ đây không biết làng gì luôn được để có mấy cày là tôi đấy xe anh nhé chưa qua tết mới làm lại gì mẹ đi ra đường đây là tết là hồi nãy nữa nè chưa vô lấy chưa ấy ê lan rồi lan họ lập đi là vinh nhỉ thử vận hỏng con cặp rồi đó qua đây được chú con chưa hết là hết con là con nữa không biết chưa biết nữa chưa đi hết rồi quá nè mình đi vòng lại này à, vòng lại đi thôi được rồi. Hết. Tìm sao có thiếu.
thế anh em chúng tôi thay đi thay dẫn quên đi đẹp cái hậu nhà máy đi có đẹp mọi người anh giúp cái dẫn đi đi nó lâu ấy lâu đi chưa em ạ lâu lần vừa lần vừa ngồi tới vợ vợ gặp lại đó ừ đấy đấy mình biết chứ biết chưa hả mình có chân chân anh ấy tên chuỗi bên đi nhập đẹp mà đẹp đó có đẹp mà nhập mạng anh ngại kèo là bên đi là mạng ấn cho cổ đường kia gì đường nào cũng kẹt này đường kia hư á là cái mà kia lại cái liền đi dạ chị nhìn nhớ bố chứ cơ thôi cháu hay dành thầu sư sẽ dìm cả dìm phê điệp là ní cả phê điệp bữa cả ông điệp lại chữ dân nhớ lại lại ông cùng lột ở dân đến nào tao được ông đội cùng ngược lại đến cùng lột là bằng tên lại mình tên này chữ là bằng ngọt thì đó dân ơi rồi xong rồi đi đường tắt gì là nhé mày chứ mày thằng mày tao ghế trời để không được nhìn bên sáu người ta đi bên sáu nữa tao nhìn sao được cái cá đó cô ơi cá đó đi trước đi đi trước em quay video đạn một hụt thuộc hụt thuộc được chấp ta chứng khỏi là có phía lai không trên này bình thường nghe liệu cho mày dầm dầm đi đi ôi đi con xe tăng tàng đi ngon á chết chết rồi chết rồi để cho biết đường có hư có khó để cho biết một lòng hút thuốc làm điếu làm điếu hút thuốc á là một điếu thơm rau cái thuốc thơm rau cuồng nóng xe nóng mát hồi nãy mình một bạc rồi đi tới làng nào mà hello chào làng đó em đúng rồi trời. Hello bây giờ hello tất cả các bạn bây giờ còn một làng nữa mà còn hai ba làng nữa bây giờ anh em làng, tự, tự hai làng nữa tự mình làng trộm làng tôi làng gì đã tới làng à, la quá làng trội mày trộm à, đâu đúng trong một video em đây là mình quên ấy tới làng nào mình chào làng đó ấy giờ mình còn... anh em tụi mình đã tới làng gì đó À, các bạn ơi bây giờ hồi nãy chúng mình chạy một lèo bây giờ là mới làng rồi các bạn những cái cung đường mình qua cho các bạn xem á thì rất là nguy hiểm các bạn sai đường các bạn không nên điều khiển xe nếu mà các bạn có đi du lịch khu những cái ngôi làng này các bạn nha nói chung thì cái đường cua rất là nhiều các bạn ấy thì các bạn không có say thì các bạn lái xe cũng bình thường ấy là say rửa thì các bạn nên ở nhà ấy thì cung đường rất là nguy hiểm nhớ nhá à năm quay lỗ pin năm thăm các ngôi làng á chưa đi bao giờ đấy hay đi hả đây mới nâu rồi còn lập nào hơn bình thăng là nhá à kia là cao bằng kết hôn là đầy đủ rồi sau đó im từ từ dạ à play nhỏ cho ấy à, dạ play là play cắt hả là play tiếng đi play nhanh cái gì làng cát à làng cát rồi làng cát cả bông làng cát là bên trong chui là bước thằng trộm đi cà phê vòng đếm vòng đếm quăng lên bên một chui làng trộm đó rồi hồi sợ hồi xưa ông già ông cố phun năm chân khu lại nhớ lên trong quần ở ta lại chỗ hồi lõi hồi phật cạ ừ trời ơi chứ ở đây trạm sai
Chị xá luôn rồi. Tù. Có bưng gỗ. Ô ấy là. Quy định mà cà tê. Lọ. Nó cà tê chứ nhớ ấy. Cà tê cà tê. Tê sông. Thì chỉ sông là. Trồng cho vòng cánh với anh. Trồng cho vòng cánh nhé. Quay chi thị trấn. Nó phát về cho từ càng nằm bên à. Nú, đây là cũng Hồng Mã. Đây là Hồng Mã luôn. Xã Canh Thượng, Yên Mai thị trấn. Thôi nhanh nằm lưng á, nhớ. Dạ. Rồi chính xác các bạn Lạng Sơn, dạ. Chú ơi. Đây bây giờ đây nhà ta ở dưới tận nhãn luôn á, đây các giao cái mối vậy chắc gì phải đi khám xe lại á, dặn đi dặn lại mấy ốc dặn áo này nọ rơ hết trơn rồi. Nãy giờ đi ổ gà không à. Muốn bền thì đi bỏ tiền lại đi, nãy giờ trong được sáu mười con số được đục cỡ đó chưa gì? Sợ sợ hơn nữa chứ. Vì sao vậy? Xăng đổ đâm luôn à. Coi tôi có đoạn nào hư không. Tính ra là Kinh Liên là mấy làng, xã Kinh Liên là mấy làng. Ờ, xã Kinh Liên mấy làng luôn. Cà Bông, gì cà có biết. Làng cà Bưng, cà Bông. Cà Bông. Cà Bưng. Ờ, cà Bông. Cà Bông là tụi cà Bưng hay sao á? Ờ, cà Bông thì hồi nãy làng cái gì? Làng cát. Làng cát à. Làng cát. Cà Bông tới làng cát ấy. Dạ. Cà Bông tới làng cát. Ở dưới kia là cà Bưng. Ừ. Cà Bông, cà Bưng khác hay sao? Đây là người ta làm đường tắt á, vẫn có dây điện luôn. Ôi, vẫn có điện luôn, ok luôn. Dạ. Điện cua luôn hả? Dạ. Ôi. Có người thích, ví dụ đi ăn đám đi, đường đi nó gọn hơn đi đường kia. Lúa nhiều ấy, ta làm chắc ăn hết á, rồi bán rồi chứ. Ô, có vườn ổi. Ổi ta thì hai thử. Ổi tự nhiên á, không phải ổi người ta. Ổi tự nhiên không phải ổi người ta mua người ta trồng nó. Hai vài cái bao nhiêu? Đấy là ổi một tự nhiên á. Vừa coi thử, có cái ổi. Mình vừa coi thì có ổi không các bạn? Chỗ mình xin luôn. Ta thấy chỗ mình xin luôn. Ổi. Đâu? Thấy đâu? Lục năng năng. Ê. Đâu có thấy ổi đâu. Mùa này không phải mùa ổi. Không các bạn ơi, không có ổi các bạn. Rồi, tiếp tục di chuyển. Là chị tóm lọc là chị cơ đống chị chào đây, đã tóm lọc cái tóm lọc cái thì hoàn. Tóm lọc chị. Chị cắt xin. Cái tạm biệt chị. Làng chứ, làng cà chứ. Làng này? Ừ. Làng cát. Làng cát à. Cà Bông, làng cát. Ba làng đó. Ba làng. Ở dưới kia là Kinh Liên đây. Ở dưới kia là xã Kinh Liên đây. Kinh Liên, Cà Bông, làng cát á. Đây là Kinh Liên, là ở xã Kinh Liên là mấy làng ấy? Ừ. Sao ba làng đó? Ui.
hồi nãy đầu tiên là mình đi làng cá bông, cá bông xong cá bưng, cá bưng xong làng làng cát, làng cát làm bưng ở kia á, cá bưng chỗ hồi nãy mình đi vậy sau sau làng người ta, sau làng người ta lên dốc ấy chỗ có mấy đứa nhỏ đó là cá bưng. Cái kênh liên làm gì? Kênh liên hả? Xã hả? À, cái tên kênh liên là thuộc xã. Xã đúng không? Xã kênh liên. Làng đúng không? Làng là nhiều. Kiểu như là bông canh rồi đúng không? Dạ. Bông canh gì làng đó hả? Bông canh là. Anh có nghĩa là làng của bông canh là làng kênh liên đó. Đó là thuộc xã kênh liên đúng không? Dạ. À, mẹ anh trên là làng cơ bông đúng không? Dạ. Nên là huyện bông canh là nhiều xã vậy. Dạ. Chứ có nói lên làng kênh liên người ta không biết làng nào luôn. Cái gì vậy bạn? Rắn hả? Đồng cạc vậy đấy. Hả? Đồng cạc vậy. Cơ. Cái gì vậy? Hả? Cái gì? Nếu bỏ. Hả? Nếu bỏ đã thôi, đỡ đợi thôi. À dạ? Đạn đồng vào đâu em biết. Rồi bỏ vô bỏ. Dạ. Quầy nha, bà tao phục. Tao phục cầm dao. Nào. Bật ra cho mình, cho mình phục. Nào, nào. Nào, đến. Bảo đến. Mình lăn thôi, lăn, lăn thôi. Mến, thử coi, thử coi. Mình lăn đó chứ. Xuống coi thôi. Xuống coi thôi. Không biết cái gì, ta đời sao. Dương, dương. Đùa cha các bạn, mình cứ tưởng nào có gì chứ. Thôi đi tiếp. Tưởng vàng. Tưởng vàng hay chứ. Ừ. Bước đăng bước 5-6 phút lăn lại cắt. Hệ cái biển đăng cái lóng ấy. Thì ấy là đăng ấy video chiều dài nữa. Ờ. Bước 6 phút cũng chứ. Bà biển đăng lô không chưa anh? Đăng lô rồi đó. Đây là cũng sướng mà đều đăng cỡ 3-4 phút bình đăng cũng ok. Lô có đẹp bình đăng. Chất lượng video nha, xe mô tốt bằng YouTube. Chất đăng, chất đăng pình. Thì kia cũng rắn mà đăng như lạ đi lăng vô. Thấy bụng nhưng mà tôi chết đăng nữa đi. Ừ. Rắn, rắn sẽ đăng. Thôi tôi chiến lại. Thì biến đi. Đăng kỹ. Thì bước vào chứ một tôi chiến. Hôm nay gọi cái mòi live. Đi nhà là chim tăng lại là đồ. Đồ có thông là Facebook coi bình đăng kỹ. Đồ đăng kỹ đúng không? Rồi. Rồi quay lại. Mua tấm như bưng mập á, bình thường á. Vàng á. Giờ mà nó lộn là nghiêng dụ như thế. Nghiêng dụ như thế, nghe vết. Giờ đến cây. Nếu bừng đấu thì chán ít luôn là lâu nè. Dây điện rồi. Dây điện hết rồi. Chỗ đây là cua à, chưa. Đó. Cua cho cua tới làng kia luôn chứ. Ê, tới làng rồi kìa. Ừ. Đó. À. Gần quá. Hình như là mình đi đường mình đi xa không á. Núi à? Hồi nãy mình đi đường. Mình đi xa mình vô mình vòng vậy. Hồi nãy mình đi đường núi hay là đi đường kia? Hả? Này hả? Đường chỗ kia hay là bên nước kia ta? Bên kia. Hả? Bên kia đúng không? Bên kia núi đúng không? Dạ. Ôi. Ôi bò ăn trên kia. Cho cậu có đi chắc bò ăn chắc. Ngủ đó là rụng. Đó người ta làm đường cũng ghê.
chỗ hồi nãy mình mua bánh tráng đi lên xíu. Ở đó làm gì? Làm con lốt. Con lốt à? Con lốt, con lốt. Hồi nãy mình mua lốt tới cờ bông. Đầu tiên là làng Hà Dâu. Hà Dâu mới tới con lốt. Con lốt xong đi đường bên đây biết làng bên đây làng Chồm. Đúng rồi, là đây làng Chồm. Đây làng Chồm đúng không? Làng Chồm. Cái chỗ cổng chào Bình Liên đúng không? Cổng chào Bình Liên ở dưới kia là làng Hà Dâu. Hà Dâu. Hà Dâu. Mình ở trong con canh mình không biết làng gì luôn. Đồ, mình mấy năm đi một lần mấy chục năm luôn. Đây là gì ta? Đây là không có điện. Vô khám phá làng hả? À đây bữa là đi qua đây sao á? Đâu có dưới kia nè. Dưới kia như là loại chữ này. Bữa nào tới cái chỗ môi xíu xíu ra đấy. Vô đi cậu ấy hả? Hả gì đó đi con xe nào nữa lệ à, cậu tiếp tục làm đây là em đi rồi em đi rồi chứ không anh em đi đúng không chưa cha Trinh chở hay là em chở anh ta biết hả? Em đâu có đi với anh đâu nếu đi chắc em biết á thằng cha Trinh chở rồi sao chứ để xem thử bê tông luôn to nhà cao dữ đường xuống đường tắt ở đây nó gọn hơn đường kia vì sao mưa khan đâu đâu mưa khan đâu nó sao bánh thấy sợ các bạn đâu sao bánh không đấy mưa đâu nó sao bánh không nó mưa anh bánh không nó mưa lên cơ ít gấp bọc áo. Giờ tôi tập bánh cà phê nha má. Nè má, sao bánh không? Nè má, lấy coi nè má, nè má. Nè má, mưa ăn bánh không? Không, lấy không. Nè má, bánh không?
Đây, ập trái cây nha, trái cây nha. Nhắm mau, lên cơ. Hả? Thì tự bắt cộng nữa. Như nói. Dọc. Tao bị mạo ông như vậy ông chị. Được. Còn gớm vậy. Đó. Đấy. Dân, nó phải sợ. Nó bên nước lại nha. Ủa, rồi cái này bị dập hả? Ok, nó. Ok, đâu? Nó đưa cái kia hả? Cái gì nữa? Ừ. À, cái này. Bộ, rồi. Dập luôn. Dập. Bánh này. Bánh. Vậy ta. Dạ. Vậy ta. Rồi đây cho bay nha bông. Đúng không? Lên cơ. Rồi mà anh đánh không? Nằm cho đâu mà anh đánh không? Nằm không? Nằm bơ. Anh chắc không? Quán hấp. Vô lên cơ. Rồi nằm không cái đây bông không? Đây rồi. Bông giá. Đây mai cái nó. Lên cơ. Chép, mơ vào sát phiêu. Măng lắm. Măng nó. Sao bánh hả? Ừ. Rồi. Ở đây nó bánh kẹo. Chắc kẹo. Một ô đêm đây trái cây cho kẹo. Khát cho mấy đồng kia nó. Chắc kẹo. Chắc ao. Chúng ao. Đúng. Khát mấy đồng kia nó. Rồi. Chia sẻ vậy hả? Chia sẻ hả? Bánh tết. Hả? Bánh tết. Hả? Hạt bánh tết. Ừ, bánh tết đấy. Nhớ để nai cho liêm thứ nó nhớ ăn mướp á. Anh mở trong xe chân hàm bé bố, lại bé bố. Bạn nào đây chúm ta xem đó. Mấy cái bát này. Nhìn cả chân hàm bạn nào. Trời. Lại thêm mơ nữa, lại thêm mơ bánh nữa cho. Lại thêm mơ bánh nữa. Không muốn ăn. Không muốn ăn thôi, nhớ. Phát cả đây. Phát cả hộp phơi cả. Học vệ. Vệ đây. Vệ xem bánh ấy, cấm, đúng. Đúng. Kéo nhóm lại đúng. Ô, mình chọc bánh cây chấm rồi đây bánh ăn hấp với hấp bánh với cây cây ăn hấp với nó tiêm đi rồi sẽ phát với nó phát với diêm phát với nó ok đi về hả bật máy cứ bật máy nào ai bật máy bố bật máy bố bố ai bật máy cứ bật nào anh tưởng anh dùng bật in cho cô thứ đấy hả xe đây cô thứ đấy hả xe con đấy à, ta cứ mở bé bố nhớ mở lăng lắm trời cua lắm cua lắm trời xe là tấm triệu đó hả xe tấm triệu xe tấm triệu 10 triệu ấy ờ play cái gì play hai đèn lù à đèn lù cùng lược khăn là làng chồm ấy dương khăn là làng cơ làng chồm ờ làng chồm tại vì mưa có phiền năm đó thôi mưa sớm đó mưa sớm nhau đẹp trai qua xăm nó đá thứ ấy chô cha xăm nó nào liêm thôi ăn mưa vậy tặng cái mưa vậy bố thôi mưa năm sớm đó hả ra xem đấy là đây hay khăn ra hả đây chúng ta đó chô bị lọt rồi chô sói thứ cúp nát chô thôi mưa sớm ờ xe nó đi bài thứ đấy chụp xe mới thôi mới năm đó tạm biệt á tạm bye bye rồi bây giờ mời cao cho phiêu bây giờ mời phiêu
mình dính đấy.